Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về chủ đề The Big Soccer 2022. Đấy, thì như anh em đã biết thì ở phiên bản này thì nó đã cập nhật cho chúng ta rất nhiều mọi thứ ở trong game, và đặc biệt đó là phần chỉ số trong game. Thì có rất nhiều các cầu thủ đã bị giảm chỉ số từ có những cái chỉ số rất là vô lý, đặc biệt đó là Ronaldo và Messi hay là Salah cũng vậy. Đấy, hoặc là một số cầu thủ thì được tăng chỉ số một cách rất là bất ngờ, một phát là lên vàng luôn, hay là những cầu thủ mà nó lên với chỉ số khá là cao luôn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video mà chúng ta sẽ đó là review một cầu thủ. Thì như tiêu đề video các bạn đã biết thì mình sẽ làm review cầu thủ, đó là Lionel Messi chỉ số 100. Thì hiện tại là những cái app mà có Lionel Messi mà chỉ số 100 ấy chỉ còn tính trên đầu ngón tay thôi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cầu thủ này với chỉ số khá là cao, đó là chỉ số 100, một trong những chỉ số hoàn hảo nhất. Một chỉ số hoàn hảo nhất của một cầu thủ duy nhất chỉ có Lionel Messi là có thể lên chỉ số 100 thôi. Thì đây, anh em có thể thấy trên màn hình đó là chỉ số của Messi, các chỉ số đều là 100 hết, và chỉ có chỉ số tác là chỉ số phòng ngự ấy là 66, và chỉ số STR là chỉ số đó là đây là tỷ đè thì là 95 thôi anh em ạ. Ok, thì như vậy đây là một chỉ số khá là hoàn hảo rồi, hoàn hảo nhất trong game tựa game The Big Soccer 2022 này. Đấy, thì app này thì chúng ta chơi gọi là một trong những app hiếm lắm thì mới có Lionel Messi lên 100 anh em ạ. Ok, thì bây giờ không dài dòng nữa, mình sẽ vào một trận đấu đá online nhé. Đấy, thì hiện tại mình đang ở Division 11. Đấy, Division 11, và mình sẽ chơi một trận đấu ở Division này, xem nó độ khốc liệt của nó như thế nào, và mình sẽ trải nghiệm cũng như là review Lionel Messi chỉ số 100 đá cặp cùng Cristiano Ronaldo trong trận đấu ngày hôm nay anh em nhé. Thì chắc chắn đây sẽ là một dự báo, sẽ là một trận đấu khó khăn với mình, bởi vì là các đội bóng mà ở cái Tiger này ở Division này thì đều là những đội bóng, những game thủ có trình độ khá là cao. Đấy, nên là trận này thì mình cố gắng là đá với cái khả năng tốt nhất của mình để có thể là giành được chiến thắng, cũng như là để có một cái video nó hoàn hảo hơn anh ạ. Đây là Bruno Fernandes, Sancho, cái này truyền chậm một chút là mất bóng luôn anh em ạ. Thì ở cái phiên bản này cũng giống với phiên bản trước, là cái chiến thuật tá tất cả đánh đầu, tính chiến thuật chống biên là một trong những chiến thuật mà được sử dụng nhiều nhất anh em ạ. Nên là bây giờ thì nó vẫn đang gặp một cái lỗi, đó là khi anh em kèm thì nó sẽ bị đến chỗ cầu thủ thì nó sẽ bị khựng lại. Đấy, nên là anh em nào mình đang gửi mail lên nhà phát hành để có thể là fix lỗi này. Rất là mong những phiên bản sau thì chúng ta sẽ có một cái replay nó mượt mà hơn, chứ không thể làm lỗi như thế này được anh em ạ. Ok, những phút đầu thì đang thi đấu rất là đôi công giữa cả hai câu lạc bộ, đối thủ đến từ Thái Lan anh em ạ. Đấy, mình là đến từ Việt Nam, còn đối thủ kia là đến từ Thái Lan. Thì như anh em đã biết thì tối hôm qua thì chúng ta đã có một trận đấu với đội tuyển Campuchia, và chúng ta đã phải do chỉ số phụ với Indonesia thì chúng ta chỉ có được ngôi nhì bảng B. Thì chúng ta đối thủ tiếp theo chúng ta sẽ gặp đối thủ Thái Lan anh em ạ. Là trận đấu ngày hôm nay thì mình rất là muốn thắng đội tuyển Thái Lan. Đấy, một game thủ đến từ Thái Lan anh em ạ. Đấy, lại chơi tạt cánh này rồi, này rất là khó đá luôn anh em ạ. Đấy, rất là may thì thủ thành đội mình vẫn rất là xuất sắc để có thể cản phá được. Neymar hơi nhẹ rồi. Thì anh em để ý là ở cái phiên bản này á, thì cái khả năng truyền của cầu thủ ấy thì nó đòi hỏi sự chính xác cao hơn. Nếu mà anh em truyền không đủ lực ấy, thì chắc chắn sẽ không được đâu. Đấy, truyền không đủ lực thì chắc chắn sẽ nó sẽ truyền vào chân cầu thủ khác, hoặc là nó sẽ không tới được cái vị trí của cầu thủ mong muốn ấy anh em ạ. Nên là phải truyền thật là chuẩn lực thì khả năng mới được. Ôi, rất là may thì đại bóng nó chạm sáng ngang anh em ạ. Ok, như vậy là hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 0-0, và chúng ta sẽ chơi tiếp hiệp thi đấu thứ hai nhé. Rất là mong Messi sẽ có bàn thắng cho trận đấu ra mắt ngày hôm nay. Raheem Sterling, Mane, Kevin De Bruyne, Neymar. Ok, như vậy là tình huống việt vị rồi. Vẫn hơi nhẹ một chút anh em ạ.
liệu để chân được Lionel Messi không. Như vậy là vẫn thừa một chút lực nữa thì để đến chân của Lionel Messi anh em ạ. Sancho. Ok, như vậy là một pha sút góc hẹp rất tốt của Cristiano Ronaldo. Và người ghi bàn không phải là Messi mà là Ronaldo, là điểm sáng nhất trong cái trận đấu ngày hôm nay đến tính đến thời điểm hiện tại anh em ạ. Một pha sút vào góc gần của khung thành khá là, nói chung là đẳng cấp của Cristiano Ronaldo anh em ơi. Thì như vậy là tỷ số đang là 1-0 nhưng về đội bóng của mình. Đấy, những pha tạt cánh như thế này thì rất là khó chịu anh em ạ. Đấy, rất là khó chịu luôn. Tiếp tục Ronaldo nhưng mà đã bị kèm rồi. Một đường phất bóng lên của Kai Havertz. Ok, đội bạn đã chơi xoạc rồi. Adon. Luxor. Để Neymar. Một đường chuyền lên cho Lionel Messi. Tốc độ của Lionel Messi. Nhưng mà thể lực đã đi xuống rồi anh em ạ. Thì lúc đi xuống thì những cái pha đôi công như vậy, những cái pha đôi tốc độ như vậy thì Messi không phải là người có lợi thế anh em ạ. Ui, việt vị rồi. Pha phóng lên của Varane, đây là Messi. Rất là yếu rồi anh em ạ, Messi yếu rồi. Dù chỉ số 100 nhưng mà phiên bản này thì nó bào mòn thể lực rất là nhiều luôn. Đấy, nó bao một thì được cực nhiều luôn anh em ạ. Ok, như vậy là vẫn chỉ có một pha đá phạt góc cho đội bạn thôi. Chuyền đi bạn. Rất là lộn xộn trước hàng phòng ngự của mình. Đây là Lionel Messi. Rất là chống trả anh em ơi. Thì rất mong là Messi. Ôi giời. Như vậy là hết giờ anh em ạ. Như vậy là chúng ta đã có chiến thắng trong trận đấu ra mắt Lionel Messi với tỷ số 100. Đấy, Messi dù không ghi được bàn thôi nhưng mà lại đóng góp vào lối chơi của cả đội bóng. Đấy, thì đến đây video của mình cũng xin kết thúc nhá. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, đấy, chia sẻ, đăng ký ủng hộ mình. Đấy, ngoài ra thì anh em có những ý tưởng gì hay về Lionel Messi về những cầu thủ trong game The Best Soccer 2022 thì anh em có bị bên dưới để mình làm, để mình đóng góp để mình xây dựng video dành cho anh em xem nhé. Đến đây thì mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật là vui vẻ nhé. Bye bye.